Hello, hello Nancy Thúy Nga Nguyễn. Hi. Giữa đi cái Norwegian Bliss Cruise này thấy làm sao? Cái vui. Vui chỗ nào? Chỗ nào cũng vui. Vậy đó hả? Chỗ nào thích nhất? Cái nào cũng thích hết. Vậy hả? Thích đồ ăn không? Đồ ăn thì thích nhưng mà mặn quá. Hơi mặn phải không? Đúng rồi. Giờ phải nói thuyền trưởng là phải là bớt mặn lại đúng không? Đúng vậy. Còn không thuyền trưởng sẽ bị gì? Thuyền trưởng sẽ bị phạt. Đúng rồi, phạt tại cái gì? Bị phạt đó là phải cho tiền những người mà ăn đó. Mà mặn quá ta ăn được đó, mỗi người 1.000 đô. Đúng rồi. Tôi mới vui. Vậy đó hả? Vậy bữa nay có đi tắm biển không? Chưa. Có muốn tắm biển không? Không muốn tắm. Biển đây, biển đây, biển đây, biển đây. Ra ngoài hơi lạnh. Hơi lạnh hiểu.